Tiếp tục bản tin là tin tức ở châu Phi. Trong một thông báo mới đây, giới chức Kenya cho biết ghi nhận ít nhất 21 trường hợp thiệt mạng trong vụ xe buýt bị nước sông cuốn trôi vào cuối tuần qua. Theo chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát thị trấn Mwinin East, Joseph Yakan, tài xế xe buýt đã cố gắng lái phương tiện băng qua một cây cầu ngập nước. Không may là xe buýt đã bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống sông sau đó, dẫn đến thảm kịch này. Ngoài 21 người thiệt mạng, 17 người khác may mắn được giải cứu. Tất cả nạn nhân đều là thành viên của dàn hợp xướng tại nhà thờ Công giáo địa phương đang đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.